Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Donald Trump tuyên bố di dân bất hợp pháp phải ra khỏi nước Mỹ. Trong một đề xuất gồm 1.800 từ, nhà tỷ phú Mỹ đã một lần nữa khuấy động những tranh cãi gay gắt về vấn đề người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ bằng những đề xuất táo bạo của mình nhằm hạn chế nạn nhập cư bất hợp pháp tràn lan trên đất Mỹ. Theo tờ Business Insider, đề xuất này của ông Trump gồm biện pháp xây dựng một bức tường không thể xuyên thủng dọc biên giới với Mexico. Chi phí xây dựng bức tường này sẽ được lấy từ việc tăng phí thị lực cho các CEO và nhà ngoại giao đến từ Mexico, các viện trợ nước ngoài cho Mexico và các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn, không ai có thể lọt qua được bức tường thành đó. Ông Trump đề xuất trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp đang sống tại nước Mỹ, bao gồm cả con cái của họ, bất chấp vấn đề họ không còn nơi nào để đi. Tỷ phú Mỹ còn đe dọa bãi bỏ sắc lệnh hành chính về vấn đề nhập cư của Tổng thống Obama, trong đó có sắc lệnh ngăn trục xuất con cái của những người nhập cư trái phép vào Mỹ và ban hành các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng không một ai có thể di cư tới Mỹ bất hợp pháp nữa. Ước tính có khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sống ở Mỹ. Trước đó, ông Trump đã có những phát biểu đầy khiêu khích về vấn đề nhập cư trái phép, như mô tả một số người nhập cư đến từ Mexico là tội phạm và kẻ hãm hiếp. Tuy nhiên, theo Business Insider, nghiên cứu cho thấy những người nhập cư bất hợp pháp nói chung ít có khả năng phạm tội so với công dân chính thức của nước Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC về quan điểm chính trị của mình, ông Trump bày tỏ thẳng thắn: chúng ta phải giữ các gia đình sum họp với nhau, nhưng họ phải đi khỏi. Chúng ta hoặc có một đất nước, hoặc là không có một đất nước. Ông Donald Trump đã đề xuất tăng gấp 3 số lượng nhân viên hành chính công, thực thi di trú để thực hiện công việc trục xuất người nhập cư, tăng lệ phí thị thực và thẻ qua biên giới để ngăn chặn tình trạng ở lại nước Mỹ quá thời hạn visa. Theo tờ The Atlantic ước lượng, thì để thực hiện được ý tưởng này, phải cần từ 400 đến 600 tỷ USD. Hơn nữa, nó sẽ khiến GDP của Mỹ giảm 5,7% trong hơn 20 năm. Ông còn mạnh mẽ cáo buộc những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ là những người gây ra các tội ác tàn bạo và gây căng thẳng cho các hệ thống phúc lợi của xã hội Mỹ. Theo nhận xét của truyền thông Mỹ, những đề xuất của ông Trump đã đề cập đến nhiều góc cạnh gai góc của vấn đề nhập cư, vốn gây nhiều tranh cãi tại nước Mỹ mà đảng Cộng Hòa thường tránh né. Theo Robert Costa của tờ Washington Post, ông Trump đã được Sam Jeff Sessions tư vấn, một trong những nhà phê bình nghiêm khắc đối với cả hai đảng, về việc ban hành chính sách cải cách nhập cư. Ông Trump tố cáo Mexico để cho tội phạm và những kẻ hiếp dâm xâm nhập trái phép vào Mỹ, và ông thề sẽ xây một tường thành để không thể xuyên thủng dọc biên giới Mỹ và Mexico. Đối với các chính sách đối ngoại, ông Trump nói nếu đắc cử, ông sẽ chiếm lại các giếng dầu mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang chiếm giữ để tước bỏ của cải của họ ở Iraq. Những đề xuất của ông Trump đã làm tăng sự thù địch đối với những người nhập cư trái phép vì bị cho là kém nhân đạo hơn so với chính sách hiện nay của chính quyền Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ tại nước Mỹ. Một trong những đề xuất đáng lưu ý của tỷ phú Donald Trump là sẽ sửa đổi hiến pháp, bãi bỏ quy định cho phép cấp quốc tịch cho các cá nhân được sinh ra ở Mỹ nếu ông trở thành tổng thống vào năm 2016. Vì để con được mang quốc tịch Mỹ, mỗi năm hàng ngàn phụ nữ từ nhiều nước trên thế giới tìm cách đến Mỹ để sinh con, chỉ với mong muốn con có được quốc tịch Mỹ. Trong đó, Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất và bang California là bang được nhiều người châu Á lựa chọn. Số trẻ em Trung Quốc sinh ra ở Mỹ với mục đích tìm kiếm quốc tịch đã tăng từ 10.000 bé năm 2012 lên đến khoảng 40.000 bé trong năm 2014. Thêm vào đó, các bậc cha mẹ cũng hy vọng khi những đứa con mang quốc tịch Mỹ được 21 tuổi, chúng sẽ có quyền bảo lãnh hợp pháp cha mẹ sang Mỹ định cư. U70 ngậm đắng nuốt cay sau màn ân ái với nữ quái U50.
Thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 11, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 47 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, một tuần trước vào ngày 4 tháng 11, ông Hưng, 61 tuổi, nhân vật đã đổi tên, ngụ thành phố Long Xuyên, được Thúy chủ động bắt chuyện làm quen. Trong cuộc trò chuyện, Thúy đong đưa rủ người đàn ông lớn tuổi đi vui vẻ. Tại một nhà nghỉ ở phường Mỹ Long, sau khi thỏa mãn dục vọng, ông Hưng ngủ thiếp đi. Lợi dụng cơ hội trên, Thúy lục ví của người đàn ông hám của lạ lấy 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. Nạn nhân xấu hổ không dám đến công an trình báo. Ngày 8 tháng 11, ông Hưng đi ngang chợ Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, gặp lại người tình một đêm nên chi hô, báo cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy thừa nhận không có việc làm ổn định nên đã lừa người đàn ông này vào nhà nghỉ, chờ cơ hội trộm cắp tài sản. Người mẹ nhúng con vào xô nước có dấu hiệu tâm thần. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi giết người của nghi can Bùi Thị Thu Thảo, 24 tuổi, ngụ Bình Định. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 8 tháng 11, Thảo cùng con gái tên N, 2 tháng tuổi ở phòng trọ, tòa lạc khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi đó, Bùi Thị Thu Thảo bế con đi vào nhà tắm của phòng trọ, khóa cửa ở trong. Bất ngờ, Thảo nhúng bé vào xô nước mặc cho bé N khóc thét. Chỉ chốc lát, bé N tử vong vì bị ngạt nước. Người dân xung quanh nghe tiếng khóc của bé N nên tiến hành kiểm tra và phát hiện sự việc trên. Sau đó, mọi người nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với các cơ quan chức năng công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi, mời Thảo về trụ sở để điều tra. Qua điều tra, Thảo có tiền sử về bệnh thần kinh. Cơ quan công an bước đầu nhận định có thể Thảo lên cơn nên đã xuống tay sát hại chính con gái của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra. Trinh sát dầm mình 9 tiếng, mưa rét, phá sớ bạc trong rừng. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 9, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nhận tin trình báo tại khu vực đập Khe Lang, xã Tường Nga có nhiều nhóm người thường chở nhau bằng ô tô đi vào lán trại của Phan Văn Hoàng nằm trong rừng sâu để đánh bạc. Và cuộc xác minh, cảnh sát nhận định sớ bạc mở trong căn nhà trong khoảng 50m2, nằm sâu trong rừng tràm, cách đường liên xã khoảng 2km. Dọc đường vào có nhiều người nghiện ma túy làm cảnh giới. Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện cho hay, để có được bằng chứng thuyết phục, các trinh sát được phân công đóng nhiều vai thợ điện, công nhân, người đi đường để thu thập thông tin ở phòng ngoài. Với phòng trong, các trinh sát đóng vai thợ săn, người câu cá, đi bộ đường rừng xâm nhập vào khu vực này. Sau khoảng 10 ngày bám rừng, hồ sơ về đường dây đánh bạc xuyên tỉnh dần được hoàn thiện. Người tham gia sớ bạc hầu hết từng có tiền án tiền sự. Song hoạt động từ 11 giờ đến 13 giờ 30, sau đó các con bạc lên xe ô tô rút khỏi lán trại. Trong sới có súng, dao, mã tấu nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện truy đuổi. Phó trưởng Công an huyện Can Lộc nói, sớ bạc được tổ chức bài bản, có dịch vụ ăn uống cho vay nặng lãi. Cuối tháng 10, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Hà Tĩnh cất gọn mẻ lưới. 2 giờ ngày 30 tháng 10, trời mưa rét, gần 100 chiến sĩ với lương khô dự trữ được lệnh án binh bất động suốt 9 tiếng trong rừng chờ các con bạc xuất hiện. 10 giờ 30 phút cùng ngày, 5 ô tô chở hàng chục người lần lượt đi từ ngoài bìa rừng tiến vào lán trại. Nửa tiếng sau, các trinh sát lập tức siết vòng vây. Thấy cảnh sát, đám đông đang đánh bạc nháo nhào bỏ chạy, một số người dùng hung khí chống trả rồi ôm tiền lẫn vào rừng sâu. Nhà chức trách bắt 34 người, thu 200 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 100 triệu đồng trong người của họ. Tại chiếu bạc, cảnh sát còn thu súng K-59 với 3 viên đạn đã lên nòng, một khẩu súng hơi cùng đao, kiếm, mã tấu. Những ngày tiếp theo có thêm 4 người tham gia sát phạt ra đầu thú. Hiện Công an huyện Can Lộc đã khởi tố Hoàng cùng 15 người về tội đánh bạc. Những người còn lại đang được phân loại truy nã. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!